bạn 100 triệu token Dot Gold nha các bạn. Thì chương trình airdrop này để tham gia hôm nay các bạn click vào link mô tả dưới video mình, các bạn mở click không nghe các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh Telegram group nè. Bạn nhấp vào các bạn. Trên Telegram nó các bạn join vào các bạn. Các sau khi bạn join vào xong thì các bạn bắt up lên các bạn. Bạn mở link phong và lại tiếp tục nữa các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow tại Twitter và tag ba người bạn của mình vào nha các bạn. Trên tại Twitter thì các bạn bấm vào theo dõi nha các bạn. Bạn nào chưa theo dõi thì bấm vào đang theo dõi nè. Mình đã theo dõi rồi các bạn. Rồi tiếp tục các bạn xuống đây các bạn like nè. Các bạn trích dẫn với bài viết đã game nè các bạn. Các bạn tag ba người bạn của mình vào. Bạn dán vào nè. Rồi các bạn tự quyết lên các bạn. Sau khi các bạn tự quyết lại xong thì các bạn bắt up lại những phong hồi nãy nè các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn làm điền khai báo thôi các bạn. Đây got to line. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn vào setting copy username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Comment 1133. Tiếp tục thì các bạn vào selling bot view Twitter. Các bạn mở Twitter của tất cả các bạn ra lại nè. Trên Twitter thì các bạn nhấp vào ba cái bên cùng nè, các bạn nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Rồi các bạn lướt xuống nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài .gr của nó nè các bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Sao chép liên kết nè. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Các bạn dán vào đây nè các bạn. Du tờ Twitter Linbot. Dán vào đây nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ với Binbi Smart Chain Bet20. Các bạn có thể dùng địa chỉ trên ví chúc wallet MetaMask. Các bạn nhớ tích hợp mạng PC scan vào các bạn. Hoặc có thể dùng Saviban. Rồi các bạn copy địa chỉ Smart Chain BB của mình nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi các bạn click cho bot nè. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục cái mã giới thiệu này là cái mã giới thiệu mình Telegram của mình, các bạn có để phần link mô tả video, các bạn bấm vào anh 1133 nha các bạn. Các bạn muốn gỡ là xong. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 100 triệu token Dot Gold đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.